Với hơn 15 triệu user, đây là năm thứ ba liên tiếp app MB Bank lọt top ứng dụng yêu thích tại App Store và CH Play. Với đột phá về số lượng người dùng và những giải thưởng đạt được trong năm 2022 là minh chứng cho thấy nỗ lực của ngân hàng nhằm đem đến những tiện ích và tạo được vị thế vững chắc trong cuộc đua marathon chuyển đổi số toàn ngành. Ứng dụng MB Bank đồng thời giữ vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng tài chính miễn phí của App Store Việt Nam bên cạnh đó việc miễn nhiều loại phí như phí chuyển tiền miễn phí quản lý tài khoản không yêu cầu số dư tối thiểu miễn phí chuyển tiền lên ngân hàng trên app và internet banking miễn phí rút tiền không cần thẻ tại atm của mb hay việc sử dụng các dịch vụ hàng ngày như chuyển tiền thanh toán hóa đơn không mất phí đã góp phần tích cực trong công cuộc đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt tại nước ta